Các nguồn năng lượng mới và tái tạo là một trong những vấn đề được các chuyên gia, nhà khoa học bàn thảo tại Hội nghị quốc tế về năng lượng bền vững và công nghệ xanh 2023 tại Việt Nam. Hội nghị do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo các chuyên gia, mặc dù nhiệt điện và điện hạt nhân vẫn là những nguồn năng lượng chính, nhưng năng lượng tái tạo đang ngày càng được coi trọng. Bên cạnh những nguồn năng lượng tái tạo quen thuộc như thủy điện, điện mặt trời và điện gió, thì hydro sẽ trở thành nguồn năng lượng sạch trong tương lai. Sản xuất điện từ hydro là một quy trình sạch và thân thiện với môi trường. Hydro có thể sản xuất bằng nhiều phương pháp như sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất. Nếu hydro được sản xuất thuần túy từ năng lượng tái tạo như điện gió, thủy điện và điện mặt trời, chúng ta sẽ có một quy trình hoàn toàn không phát thải CO2 từ khâu sản xuất hydro đến khâu phát điện. Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong việc phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo, công nghệ xanh nhằm hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không. Đối với Việt Nam thì tôi cho rằng là cái quyết tâm của chính phủ phải chuyển thành những cái hệ thống luật pháp, những cái hành lang pháp lý để hướng dẫn, động viên và khuyến khích cái nguồn lực của toàn xã hội là đổ vào cho năng lượng xanh. Thì rất nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng xanh đang chuẩn bị sẵn những cái kế hoạch đầu tư rất là lớn cho ví dụ như là gió ngoài khơi ở Việt Nam, năng lượng hydro xanh. Trước mắt theo tôi là chúng ta cần phải có cái chính sách thuế phù hợp để mà thúc đẩy các cái nhà sản xuất. Tại Malaysia, quyết tâm của chính phủ trong việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới được chuyển đến những tập đoàn lớn của đất nước. Ví dụ như Tập đoàn Điện lực Malaysia và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia Petronas. Họ đầu tư rất nhiều kinh phí cho các nhà khoa học để phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Những tập đoàn này sẽ đi đầu và kéo theo một hệ sinh thái để cùng phát triển năng lượng bền vững. Với 450 báo cáo khác nhau, hội nghị cũng đã tạo điều kiện trao đổi ý tưởng giữa các học giả, kỹ sư, nhà khoa học về các vấn đề chuyển đổi năng lượng, dự trữ năng lượng và kỹ thuật điện, quản lý, chính sách quản lý năng lượng, kinh tế và sự bền vững, môi trường, chất lượng không khí và biến đổi khí hậu.